Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng của bản tin. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức thành công 49 kỳ họp. Các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền đều được Hội đồng nhân dân xem xét quyết định tại các kỳ họp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp với thực tiễn địa phương. Hội đồng nhân dân hai cấp xem xét thông qua 469 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống của nhân dân. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tổ chức 8 cuộc giám sát, chủ trì tổ chức 22 cuộc giám sát chuyên đề. Các ban Hội đồng nhân dân tổ chức 67 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Kết quả tỷ lệ giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của cấp tỉnh đạt khoảng trên 80%, cấp huyện 85%. Ngày 28 tháng 2, đoàn công tác Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra thực địa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan qua địa bàn huyện Ân Thi. Dự án qua địa bàn huyện Ân Thi có chiều dài khoảng 13,85 km, diện tích cần giải phóng mặt bằng là 80,3 ha. Đến nay, huyện Ân Thi đã bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp được 927 trên 934 hộ, còn 9 hộ chưa chi trả do sai lệch về diện tích, hình thể. Bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả được 216 trên 322 ngôi. Còn 106 ngôi của các gia đình dòng họ hiện chưa lập được phương án bồi thường hỗ trợ vì có lăng mộ, có kiến trúc kết cấu phức tạp. Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị các địa phương có dự án đi qua cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng công trình, chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông. Những năm gần đây, cùng với việc tích tụ dụng đất, hình thành các cánh đồng có diện tích lớn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng máy móc trong sản xuất lúa. Năm 2024 là năm thứ ba huyện Ân Thi tập trung chỉ đạo triển khai đưa cơ giới hóa trong khâu gieo cấy. Đến nay, toàn huyện có khoảng 30 máy cấy, diện tích cấy máy đạt 900 ha, tăng 400 ha so với vụ xuân 2023, chủ yếu tại các xã Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc, Tân Phúc, thị trấn Ân Thi, Hồng Quang, Phụ Ủng. Trong đó, huyện hỗ trợ 2 mô hình tại xã Nguyễn Trãi và Phụ Ủng với diện tích 17 ha. Ngoài ra, một số hộ dân canh tác với diện tích lớn đã chủ động đầu tư máy gặt đập máy bay để phun thuốc trừ sâu, bón phân rau vãi. Cũng có hộ dân đầu tư máy cuộn rơm để tận thu các phế phẩm từ cây lúa phục vụ chăn nuôi. Để chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với thanh niên năm 2024 diễn ra kịp tiến độ và đạt kết quả cao, Sở Nội vụ vừa tổ chức cuộc họp để thảo luận thống nhất một số nội dung. Với chủ đề thanh niên Hưng Yên ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội, hình thức tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn, thời gian dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2024, yêu cầu nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí với nội dung về phát triển khoa học công nghệ, cơ chế chính sách, nguồn lực trong việc hỗ trợ, phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội, cùng những kiến nghị đề xuất biểu dương những tập thể cá nhân thanh niên có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số. Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của anh T, xã Tân Dân. Anh C trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu bị kẻ gian đập và cậy cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản. Tổng tài sản là hai chiếc Visa, một chiếc nhẫn vàng loại hai chỉ, khoảng hơn 10 triệu đồng tiền mặt, một con dấu, giấy tờ có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khoái Châu đã xác định Nguyễn Công Thái, sinh năm 1988, trú tại tổ 25, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, là đối tượng thực hiện cả hai vụ trộm cắp tài sản trên. Đã tổ chức bắt giữ Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Khoái Châu
và 18 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới bắt quả tang hai đối tượng đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26 tháng 2, tại xưởng giặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang đối tượng Vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của công ty Ngọc Minh Châu có trụ sở tại thành phố Hà Nội, đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Quá trình làm việc ở xưởng giặt đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới phối hợp cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện với cơ quan chức năng để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt phần mềm lắng nghe mạng xã hội Social Orbit, được tích hợp AI xử lý hơn 1 tỷ nội dung thông tin mỗi ngày. Phần mềm này thu thập dữ liệu từ một loạt các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và nhiều nền tảng online khác như các báo điện tử hay trang tin tổng hợp theo thời gian thực. Phần mềm lắng nghe mạng xã hội được sử dụng để giúp các cơ quan quản lý nhà nước chủ động trong việc tiếp nhận và hiểu rõ hơn về ý kiến và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp về các hoạt động, các ý kiến đánh giá đóng góp cho các chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật. Đồng thời đây cũng là kênh để nắm bắt các phản ánh của người dân về những vấn đề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, trên tuyến La Sơn, Hòa Liên, địa phận huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ lật xe đầu kéo khiến tài xế tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút tại km 43 700, tuyến La Sơn, Hòa Liên, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C15826 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 37R04051 đang di chuyển theo hướng Bắc Nam thì bất ngờ lao vào taluy bị lật. Hậu quả tài xế điều khiển xe tử vong tại chỗ, xe đầu kéo hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, phân luồng giao thông. Theo ghi nhận, tại thời điểm trên, thời tiết khô ráo, đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng có 2 làn xe. Liên quan tới cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc, ngày 27 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các hành động pháp lý đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng theo hướng không nhượng bộ trước làn sóng nghỉ việc tập thể của các bác sĩ. Cụ thể, Bộ Y tế Hàn Quốc đã đệ đơn kiện 5 bác sĩ thuộc Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của các bác sĩ. Nhóm các bác sĩ trên bị cáo buộc vi phạm luật y tế và cản trở hoạt động nghiệp vụ. Trong tuần này, Bộ Y tế cũng sẽ tiến hành lấy danh sách các bác sĩ tập sự đã rời khỏi nơi làm việc tại 50 bệnh viện có số lượng bác sĩ nội trú đông nhất. Bộ trên cũng yêu cầu các bác sĩ trẻ quay trở lại làm việc, đồng thời cảnh báo kể từ đầu tháng 3, những bác sĩ không quay lại nơi làm việc sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề và bị xử lý theo quy định liên quan. Ngày 27 tháng 2, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số trẻ sơ sinh được sinh ra ở nước này trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 5,1%, xuống còn hơn 758.000 trẻ. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp tỷ lệ sinh ở Nhật Bản sụt giảm. Bộ trên cho biết số ca sinh đã giảm hơn so với mức giảm của năm 2022, thời điểm lần đầu tiên con số này được ghi nhận giảm xuống dưới mức 800.000 trẻ. Điều này cho thấy dân số Nhật Bản năm 2023 đã giảm với tỷ lệ lớn nhất từ trước đến nay và cũng cho thấy những thách thức mà chính phủ Nhật Bản phải đối mặt trong việc cố gắng ngăn chặn tình trạng suy giảm dân số. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản, số trẻ em dự kiến sinh cho năm 2023 là 762.000 trẻ, nhưng tỷ lệ sinh đang giảm nhanh hơn dự kiến. Các ước tính dự đoán số ca sinh sẽ tạm thời tăng vào năm 2024 và sẽ không giảm xuống dưới mức 760.000 trẻ vào năm 2025. Ngoài xu hướng kết hôn và sinh con muộn, thì Covid-19 có thể đã tác động đến các xu thế hôn nhân và sinh con. Dân số Nhật Bản được dự báo sẽ giảm xuống dưới 100 triệu vào năm 2053 và giảm xuống còn 88,08 triệu người vào năm 2065. Đến hẹn lại lên, những người yêu xì gà trên khắp thế giới đang quy tụ tại thủ đô La Habana của Cuba để tham gia lễ hội Habano lần thứ 24 vừa chính thức khai mạc ngày 27 tháng 2. Lễ hội Habano là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu xì gà, nâng tầm thú chơi này thành một trải nghiệm độc đáo.
Hội chợ thương mại diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Habano năm nay thu hút hơn 2.900 khách mời từ hơn 100 quốc gia và gần 80 doanh nghiệp trên khắp thế giới. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, những tín đồ xì gà sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng các nghệ nhân cuốn xì gà chuyên nghiệp và thưởng thức những sản phẩm mới của ngành công nghiệp thuốc lá Cuba. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.